Đây là cặp đi học của mình. Và đầu tiên là mình sẽ bắt đầu với mông bự. Là có makeup. Bình thường đi học thì mình chỉ đi học 2 tiết thôi, nên là mình không có makeup nhiều, hoặc là không makeup luôn. Nhưng mà hôm nào mình hứng lên mình sẽ makeup. Đầu tiên là cushion của Mi. Các bạn muốn coi video cách làm cái này thì hãy click vào cái link ở đây nha. Đầu tiên là cái máy tính của mình, máy tính một, hay là cái hộp bút, bút, ghi chú. Mi là người thích ghi, không có thích ghi trên điện thoại. Ghi trên điện thoại không nhớ gì hết trơn. Tập. Mi có một cuốn màu hồng. Cái này là một môn. Cuốn này là 2 môn. Một cuốn này là 3 môn. Cái này là môn toán. Đây là chai nước hoa của mình. Cái tay nghe và khăn giấy. Khăn này sẽ có điện thoại, số mời các bạn, cái kẹo, ăn nhiều lắm cả. Đó là những gì có trong túi của Mi. Và đây là makeup đẹp của Mi. Hy vọng các bạn sẽ thích video và cho like. Các bạn